Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách cắm cái dây livestream loại 3 dây ở trên cái Mix C11 phiên bản nâng cấp. Phiên bản nâng cấp này nó hát rất là khỏe, rất là xa này các bạn này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng loại 2 dây. Thì chúng ta sử dụng cái dây lấy nhạc. Dây lấy nhạc chúng ta cắm phía bên tay phải. Và đầu còn lại chúng ta cắm vào điện thoại để lấy nhạc. Đây là điện thoại lấy nhạc này. Loại 2 dây thì có một cái dây livestream dài như này. Dài 2 mét. Dài 2 mét nó có hai đầu như này các bạn. Chúng ta phân biệt loại 2 khấc và loại 3 khấc. 2 khấc ở đây tức là nó có 2 cái khấc màu đen các bạn. Loại 3 khấc là có 3 khấc màu đen. Loại 2 khấc thì chúng ta cắm phía bên tay trái của cái mic. Đầu còn lại chúng ta cắm vào điện thoại livestream. Đây nó có cái 3 khấc ở đây, có màu đồng như các bạn. Ở trên cái dây livestream này có 2 cái lỗ. 2 cái lỗ này làm gì các bạn? Đó là khi mà chúng ta cắm cái dây tai nghe để chúng ta có thể sử dụng 2 người để chúng ta có thể livestream hát cùng lúc, nghe cùng lúc được các bạn nhé. Đây là cắm tai nghe. Thì lúc này thì không cần cái sử dụng cái dây livestream ngắn này nữa nhé. Thế này là chúng ta có thể livestream được rồi. Còn khi sạc thì giống tương tự như lúc nãy, đó là cắm ở giữa và đầu còn lại chúng ta cắm vào củ sạc để chúng ta có thể livestream. Đây là cách cắm của cái Mix C11 bản nâng cấp loại 2 dây. Thì các bạn mua thì bên mình có 2 cái loại, loại 2 dây và loại 3 dây nhé các bạn nhé. Và ngoài ra thì cũng được tặng kèm cả cái giá đỡ mic, có cả cái màng lọc mic nữa nhé các bạn này. Và sau đây mình sẽ test thử cho các bạn một bài hát ở trên cái bộ sản phẩm Mix C11 bản nâng cấp này nhé các bạn nhé. Mình sử dụng loại 2 dây này, nghe rất là vang, rất là khỏe nhé các bạn. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cám, tương lai còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Alo, 1, 2. Để mình vừa thử giữ bạn trên cái bộ sản phẩm Mix C11 bản nâng cấp loại 3 dây nhé các bạn nhé. Ok, xin chào, mình gặp lại.